Chứ gì tổ sư Đại Đức xưa này khuyên chúng ta Niệm kinh không như niệm chú Niệm chú không như niệm Phật Điều này đã nói ra rồi Vì sao? Niệm câu A-di-đà Phật này Sở chiêu chi đức Vô hữu lượng Niệm câu A-di-đà Phật này Chúng ta nên dùng tâm thanh tịnh để niệm Dùng tâm bình đẳng mà niệm Dùng tâm chân thành mà niệm thì câu em di đạp Phật này Công đức vô lượng vô biên Vấn đề gì đều được giải quyết Chúng ta ngày nay niệm Phật Nhưng tại sao không giải quyết được vấn đề Tâm của chúng ta niệm chưa chân thành Trong đó có hoài nghi Có tạp niệm Khiến công phu niệm Phật đó Bị phá hoại người ta niệm phật có một trăm phần trăm công đức còn ta niệm phật chỉ có hai ba phần công đức càng chân thành càng thanh tịnh càng bình đẳng thì công đức đó càng lớn đồng một câu phật hiệu vì sao chân thành thanh tịnh bình đẳng và chân tâm tương ứng một câu danh hiệu này là chân tâm chúng ta vọng tâm trong đó có hoài nghi có tạp niệm vọng tâm vọng tâm khi niệm câu này chân tâm chân tâm cũng biến thành vọng tâm quá trình là như vậy cảnh tùy tâm chuyển danh hiệu cũng là cảnh cũng tùy tâm chuyển nên xem chính chúng ta đã dùng tâm như thế nào Hiệu quả thù thắng Không thể nghĩ bàn Quý vị đã thật sự hiểu rõ Hôm nay chúng ta gặp được khó khăn như thế nào Tao ngộ ma nạn ra sao Một câu A-di-đà Phật là giải quyết được không chỉ tiêu tai miễn nạn chân tâm niệm phật cũng cảm động tà ma sau khi nghe được họ cũng được đồ tà ma cũng là người trong quá khứ họ cũng đã từng tu hành cũng đã từng niệm phật do phiền não tập khí nặng mà biến thành tà ma chỉ cần có người chỉ điểm họ Nhất niệm hồi đầu Họ chính là thiện tri thức Chuyển tà thành chánh Chuyển mê thành ngộ Người niệm Phật phải thường xuyên giữ tâm này Không nên có hy vọng Mà phải có tâm này Nếu có hy vọng thì sẽ có thất vọng Và dễ phát sanh tiền nào Không có hy vọng diễn nhiên không sanh ra tiền nào Chỉ xem ta lúc nào chuyển qua lại Chúng ta sẽ rất may mắn Rất quan hỷ Nếu chưa chuyển qua lại Quý vị cũng biết là do tập khí nghiệp trưởng quá nặng Lực quá độ của chúng ta đối với họ còn chưa đủ nên chưa thể giúp họ chuyển đổi từ từ không nên dội không nên khởi tâm động niệm tất cả thuận theo tự nhiên đây gọi là diệu dụng phàm phu và phật không có gì sai biệt chỉ là mê ngộ bất đồng phàm phu giác ngộ là phật chính là đạo lý này nên ở dưới Thị tâm tác Phật Là phạm phu hồi đầu Tôi bây giờ muốn làm Phật Nên đây là Thị tâm tác Phật chi Phật Đó là chúng ta bây giờ Ta bây giờ muốn làm Phật Có thật được thành Phật không? Thật Vấn đề là tâm niệm này Nó không thể lâu dài Bây giờ đang nghe kinh pháp, thì tâm này không tệ. Tôi phát tâm làm phật, nhưng ý niệm sau đó lại đọa lạc vào trong phàm phu. Vấn đề là ở đây. Nếu hiện tại tâm làm phật này diễn diễn bảo trì, thì phật bây giờ và thị tâm thị phật ở trước là tương ứng, hợp thành bộ như vậy chúng ta thật đã thành phật lời này không phải lời nói chơi sự thật này hoàn toàn chính xác nếu bạn hỏi tôi có thể thành phật chăng bạn không cần hỏi người khác hãy hỏi chính bạn có phải thật sự muốn thành phật chăng thật sự muốn thành phật thì làm gì có chuyện không thể thành phật Trong Đại Thừa Đức Phật thường nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Thật vậy Tâm tưởng cái gì là hiện ra cái đó Nếu chúng ta nghe hiểu lời này Thật sự rõ ràng Thật sự minh bạch Chúng ta sẽ nghĩ như vậy Ta sẽ từng niệm nhớ Phật Am Di Đà Mỗi niệm nhớ thế giới cực lạc Tưởng thế giới cực lạc Thì thế giới cực lạc sẽ hiện tiền Tưởng A-di-đà Phật Thì A-di-đà Phật với chính mình sẽ tương ưng Thật giống như Trung Phong Thiền Sư nói Tâm tôi tức A-di-đà Phật A-di-đà Phật tức là tâm tôi Tôi và A-di-đà Phật là một không phải hai trong tất cả chánh niệm đây là chánh niệm thứ nhất trong đề kinh nói trang nghiêm trang nghiêm là tướng hảo tướng hảo người thế gian như chúng ta hiện nay gọi là gì là hạnh phúc mỹ mãn viên mãn Đây là tướng vô lượng thọ Tướng trang nghiêm thanh tịnh viên mãn này Với danh văn lợi dưỡng Mà thế gian thường nói địa vị cao của cải lớn với điều này không liên quan vậy từ chỗ nào hiện ra hạnh phúc viên mãn họ vui vẻ vô cùng cũng chính là loại trong sinh hoạt họ không có đau khổ ly khổ đắc lạ quý vị xem ngày nay làm quan lớn làm tổng thống làm quốc dương Họ có vui vẻ không? Phát tài lớn Họ có vui không? Không vui Vì họ vẫn còn phiền não Vẫn còn không như ý Có câu Bất như ý sự thường bác cửu Họ cũng không ngoại lệ Chúng ta đã thấy rõ ràng Minh bạch Mới biết rằng cái gì là hạnh phúc chân thật mỹ mãn. Luận ngữ ở trước Có một câu là hạnh phúc mỹ mãn. Học nhi thời tập chi Bất diệt duyệt hồ Duyệt ở đây là gì? Là vui sướng từ trong nội tâm phát xuất ra Chứ không phải bên ngoài tác động vào Đây là thật bên ngoài tác động vào trong phật pháp gọi là lạc là của khoái lạc không gọi là hỷ trong phật pháp hỷ và lạc có phân biệt hỷ là gì là của nội tâm trong nội tâm phát sinh ra ngoài đây là hỷ gọi là hỷ duyệt là thật sự vui vẻ ngũ dục lục, lục trần bên ngoài là tác động Chữ lạc này trước đây tôi giảng kinh Thường áp dụng cho những người nghiện ngập hút chích Để hình dung Lạc ở đây hình như chỉ lạc một lúc nào đó Còn sau đó hậu di chứng rất phiền phức Nó không phải là thật, chỉ là tác động Thấy là thật sự phải từ nội tâm phát ra Nhà Phật nói Pháp hỷ sung mạng Thường sanh tâm quan hỷ Đây là hạnh phúc chân thật vui vẻ thật sự, không bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Lúc Đức Phật còn tại thi đã biểu diễn cho chúng ta thấy, ngày thể hiện là một khổ hạnh tăng, ngày ăn một bữa, đêm nghỉ dưới gốc cây, tất cả tài sản là ba y một bát Ba tấm y và một bình bát là tài sản của Ngài Toàn bộ chỉ bao nhiêu đó Trong cách nhìn chúng ta thì khổ không nói hết Ngày tháng như vậy làm sao mà sống Nhưng Ngài lại vô cùng hạnh phúc vui vẻ Điều này từ chỗ nào hiển thị ra Từ việc giáo hóa của Ngài Giảng kinh giáo hóa Quý vị thấy Ngài vui vẻ biết bao Tinh thần tốt biết bao Học không chán, dạy không mệt Trong kinh điển chúng ta chưa từng nghe nói Đức Thế Tôn ở oải mệt nhọc Chưa từng thấy qua Giảng kinh giáo quả Còn làm tấm gương cho người khác Minh họa cho người khác xem không bao giờ mệt nhọc ghét bỏ Vô cùng vui vẻ Như vậy mới thật sự gọi là Hạnh phúc mỹ mãn của nhân sinh Trước đây Thầy Phương Đông Mỹ nói với tôi Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người Nhìn từ đâu? Nhìn từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Chúng ta nhìn thấy hưởng thụ cao nhất Mọi người nói đây là hưởng thụ trên mặt tinh thần Nhưng trên mặt vật chất thì rất nghèo nàn. Nói như vậy là sai Là hoàn toàn không hiểu rõ vật chất là gì Cảnh tùy tâm chuyển Đó là đại tự tại Chúng ta không được là do ta mê Mê muội tự tánh là sao Là tâm tùy cảnh chuyển Khổ không nói hết Vì ta bị quan cảnh bên ngoài quản lý Thao túng. Còn là khó chắn. Có người thật sự có thể chuyển cảnh giới. Thì lạc sẽ hiện tiền. Thật chuyển cảnh giới. Thì bên ngoài là cảnh giới gì? Bên ngoài là thế giới cực lạc. Nên lời của Trung Phong Thiền Sư là thật không phải giả Thử phương tức tịnh độ Tịnh độ tức thử phương Tại sao? Vì cảnh giới của họ đã theo tâm chuyện Học Phật không phải là học gì khác Mà chính là học tài năng này Người mê muội tự tánh là đang tạo ác nghiệp Cuộc sống của họ là thế giới ta bà cực cổ hiện tại này Người thật sự học Phật Người thật sự niệm Phật Cảnh giới vừa chuyển Thì địa cầu hiện nay sẽ ra sao Là thế giới cực lạc Chúng ta nhìn thấy đông đạo chúng sanh Mỗi người đều là Phật Như thiện tài đồng tử 53 lần bái phỏng tham học vậy Nhìn thấy xã hội này Nam nữ già trẻ các ngành các nghề Toàn là thiện tri thức thị hiện Giống như đang trên vũ đài biểu diễn vậy Còn mình ở dưới xem kịch Biểu diễn có chánh diện Cũng có phản diện Đều diễn rất tốt Đem tánh tướng lý sự nhân quả trong vũ trụ Từ sáng đến tối Đầu năm đến cuối năm Không có kết thúc biểu diễn Chúng ta sống trên địa cầu này Như ở trong nhà khác Để xem kịch vậy Quý vị xem tự tại biết bao nhiêu Những điều tôi nói đều là thật, không phải giả. Cho nên phải học, học chứ Phật Bồ Tát chuyển cảnh giới, nhưng không gì cảnh giới chuyển. Quý vị xem thế giới Tây phương cực lạc là, là nhờ oai thần bổ nguyện của Phật A Di Đà gia trì, sanh đến đó mỗi người đều là A duy Diệt Trí Bồ Tát không có ngoại lệ lợi ích tốt như vậy trong mười phương quốc độ của chư phật không có biến pháp giới hư không giới chỉ có thế giới cực lạc này có ngoài ra đều không có đời này chúng ta có thể gặp được Ta chịu dễ dàng bỏ qua chăng Như vậy là sai Cơ hội này nhất định phải nắm bắt nó Ngàn năm khó gặp Trong bài kệ Khai Kinh nói Bất thiên dạng kiếp nang tao ngộ Lời này là chân thật không hề hư dối Bành Tế Thanh Cư Sĩ nói với chúng ta Pháp môn tịnh độ này Vô lượng kiếp đến này Hy hữu khó gặp được ngày này Ta làm sao gặp được Ta gặp được nhưng lỡ bỏ qua cơ hội Như vậy mới thật là đáng tiếc Vì sao? Nếu gặp được Đời này ta sẽ có cơ hội thành Phật A à, duy diệt trí Bồ Tát Tức là thành Phật Chứng đắc vô thượng Chánh rẳng chánh giác Nhất định không nên bỏ lỡ qua một lần nữa Nam mô A Di